Thời tiết Hà Nội hôm nay ở Hà Nội chiều nay được dự báo là mây đen u ám, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Cái súp còn dùng không? Nguyên bản này. Nhạc nó còn kiểu nghe không ai bằng bằng cái gì nữa.